tường lửa sạch bọn này luôn. Gọi cô ấy đến đây. I know you. I know everything about you. Your thoughts, your feelings, your weaknesses. Mizora, gọi hội cô ấy nào. Tôi cứ tưởng là cô gọi một lũ cam biển đến, chứ cô ở đây đáng lẽ tôi phải để cô ở đằng sau. Được, cô mà nằm là Will cũng chết. Oh my god. The brain is weakening, its grasp of itself slipping. This is your chance. Join me, wield me. Become absolute! Command it to die, quickly! Cảm ơn mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ series này. Like và comment bên dưới để giúp video của Thiện có nhiều tương tác hơn. Thậm chí là thả một cái emoji bạn thích nhất dù đấy cũng được. Tham gia Discord của mình để cùng chơi D&D, các game nhập vai tabletop cũng như là Baldur's Gate 3. Link trên màn hình và dưới bình luận. Đặc biệt cảm ơn các hội viên YouTube và Patreon đã chung tay giúp Thiện xây dựng một cộng đồng chơi game nhập vai Việt Nam phát triển và lành mạnh. Chào mừng mọi người đã trở lại với Thiện chơi Baldur's Gate 3 tập cuối cùng. Tất cả mọi chuyện giờ đã dẫn đến hồi kết này. Đây là chương cuối của câu chuyện về Will Ravenguard, cây kiếm tiền tuyến, anh hùng nhân dân, trải qua bao nhiêu thử thách gian khó, cứu người, trừ ác và luôn luôn chọn phần thiệt về bản thân để có thể giúp được nhiều người nhất có thể. Gần đây nhất, Will đã cứu hoàng tử Gift Orpheus mặc cho sự bất bình của Emperor và đã chấp nhận biến thành một Mind Flayer để có cơ hội chiến thắng Elder Brain. Ngay lúc này đây, Will và những người bạn đồng hành, những mạo hiểm giả đã bất đắc dĩ bị thả con nọc Mind Flayer vào đầu, lại một lần nữa thách thức số phận để trở thành làn danh cuối cùng phòng thủ cho Baldur's Gate. If thou art ready, proceed to seal fate's image with thy final stitch. Mizora. You and me always made a good team, eh? Now, don't blow it, pup. No second chances this time. Cô không quan tâm đến ngoại hình nhỉ. Zavala. Counselor. Today, we take back the city. Duke Ravengard. Bố. My dear boy. Make me proud. Dragons, overhead. Stay low. Fall back! Fall back! Matthew! Leave him be! We have to keep running! Đây là cách những người City Watch bảo vệ thành phố của họ sao? Ngôi nhà của họ. Home? What home? It's over. He's frightened of you, but the very fact you haven't killed him on sight gives him reason to pause. Can the rumors be true? Are you the Mind Flayer who could save the city? Tôi không như những Mind Flayer khác. Tôi ở đây để giúp mọi người. Hãy chiến đấu cùng với tôi. What? Mình hết sạch inspiration rồi. Run, friends! Run!
Humanoid Slayer, nhưng mình còn là Humanoid đâu. Ồ, mình điều khiển ông này à? Ném xuống. Ném hết hội trên này xuống. Calling for help. Chắc là phải đánh thằng này trước. Next turn to defend it. Gõ nó ngay. Oh. Range support help rider the watch Moon Maiden Mizura. Damn alien Hellstalker Yugir. Nice. Gale muốn diệt sạch bọn goblin này. Tiền tuyến thì Shadowhurt lên. Tường lửa sạch bọn này luôn. Action economy lợi. Không bật đầy. Call the weak. Nhiều thứ quá. Very cool. Counter spell cantrip. Counter spell rồi thì bật Spirit Guardian level 5. Đợt này đây. Ủa sao mình vẫn còn action nhỉ? Có 2 action à? Oh my god, how many actions do I have? What is this? Ability? Hỗ trợ từ bên trên. Ai lên đây? Join us. Stun. Không. Guardian of Faith counter. Psionic dominance. Shadowhurt stun là hơi mệt nha. Ném xuống. Fail à? Ok. Nhảy xuống lại hơi khó nhỉ. Mind Flayer kêu tắt tường lửa. 1, 2, 3. Phát nữa. 1. Hai, ba.
Shield à? Cái này có qua được shield không? Fireball. Gõ. Counter. Đứng đấy à? Đứng đấy thì phát sao bay nhá. Ngã đi. Không ngã. Ủa sao ít máu vậy? Em ra đây. Gõ. Gõ. Này hơi căng nha. Chắc đối hốt không phải đối tượng tốt để đánh bọn này. Vì bọn này Paladin có Aura Protect. Mình nghĩ của này đáng để teleport đi. À hoặc là gọi một đội melee lên đây. Mời bạn bay. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Không cần. Không cần. Không cần. Mình nghĩ là đội kia có thể xử được. On the double. T. Có. Potion of speed. Craft. Gì nữa? Ogre. Tự nhiên một lũ casually đi vào. Oh. Oil barrel. Đây đi cẩn thận. Clip hết cái đống dầu này, không sao nó ném. Ông này chắc đánh được bọn Goblin đúng không? Úi dồi ôi. Nhiều thế cơ à? Winged Horror. Mind Flayer. Warp Stone. Con này bay được. Cho một cái vào đây. Bật bay lên. Spirit Guardian level 4. Your sacrifice. It hurts.
Submission in her name. Vì thế không cần, nó có một đòn thôi. Calling for help, đây là mục tiêu của mình. Đây là mục tiêu của Shadowheart. Wing Horror khác cũng giết luôn đi. Chàm. Lắc chỉ gõ thôi thì cảm giác là không giết được con ogre này ngay, nên dùng hành động để gọi bạn bè đến giúp. Aileen không thể chết được, so gọi cô ấy đến đây. Ô, thằng này phải giết nó. Paralyze, trời ơi. Ô phế vậy. Anh giết thằng này. Anh lại giết nó. Làm thế nào để giết nó? Mình chỉ có 13 thôi. Quên mất còn con Mind Flayer ở đây nữa nhỉ. Shadowheart cần lên chỗ bọn này. Bay một vòng. Flee nó. Nice. Sanctuary ông này để không bị đánh. Không cần. Mình cần nghỉ hết này. Shield. Hy vọng không ngã. Kêu nên bỏ phép. Insurance. Oh, vẫn chưa hết. Thôi rồi, hy vọng không ngã. Come on, come on. Fuck. Mind Flayer ở đây quá nhỉ. Thả giúp với một cái tường lửa ở đây. Will không bị sao vì Gale. Vì Gale là
Evocation Wizard. Damn. Chăm. Rich. Reckless. Bật lại Spirit Guardian level 4. Shield. 1, 2, 3. Một, hai, ba. Conjure Barrage. Đằng nào mình cũng short rest đúng không? Mình còn bao nhiêu cái spell slot counter? She's up. Tank của team luôn. Tắp bộ đấm. Ủa? Mất thiếu mất quả đấm rồi. Yeah, stay still. You are alright. Cô đã giúp tank được rất nhiều trong map này rồi. Còn đứa nào nữa? Đây. Think we need a short rest. Gale lấy lại 2 slot level 3 đi. Hay là 1 slot level 3, 3 slot level 4. Short rest. Hai hồ.
phải trước xem gì. Sharp as ever. What's this? Nautiloid, don't get caught in its fire. Whoa. Not the way to go. Lộn ngược lại. Đi đường khác. Một, hai, ba. Medium toughness. Dùng đam force để mở được. Dash. Bye forever, pal. Bắn phát. Rồi đi. Got it. Tránh mấy chỗ nó bắn ra. Tất cả các thể loại, cả bao, cả bên, các thứ bây giờ đều đánh cho não chủ hết. Nice. Mở đường. Đây là cái gì đấy? Đây cũng là chỗ khác. Nó từ lòi bắn à? Đâu đây? À, đằng sau. Rồi, đi theo. Dash. Nhảy. Mọi người phải chơi catch up nhỉ. Ủa đây cũng có một cái nổ. Lúc đến đây thôi. Đâu nhỉ? Đây thôi. Tactical. Let me recite their demise. Y bế ca lắc đi. Với Dimension Door. Gale Misty Stem guy.
Nổ chết một con này. Nó beam xuống một đống à? Xiên. We're not getting anywhere. We need to make for the brain. I see. Kệ bọn nó, đi thôi. Dash. Bắt vừa rồi không tốn resource gì thêm mấy. Một cái Dimension Door, một cái Misty Step. There's a brain. Go. A thought occurs to you as you gaze at the monstrosity above. Gale's orb remains an option. One that could put an end to the absolute once and for all. You're plotting something, aren't you? Come on then. Out with it. I'd rather know before we take on that cerebral monstrosity. Cái này nổ là nổ cả thành phố đấy chứ. Ủa? Không có gì đâu. Chỉ là vận nội công thôi. Vận ý chí. Đi nào. Bay được mà. It is the crown of Karsus, the site of power.
the site of domination. Looks like that crown could use some netherstones. If these things were ever going to work, it's now. Emperor. My gods! I didn't think they were real. Not really. I know you. I know everything about you. Your thoughts. Your feelings. Your weaknesses. And so do they. Toàn Dream Protector hết đây à? Why, Emperor? Đây là cơ hội để đánh cái não. Vậy rõ ràng mục tiêu của ông không phải là đánh cái não. Ông chỉ muốn điều khiển Netherstone. Ông muốn có sức mạnh này. Giáp 17. Hội này không quá mạnh. Thẳng Emperor mà đánh. Emperor là người điều khiển tất cả hội này. Gale Haste vào. Ông chọn nhầm phe rồi. Gọi cứu viện. Bình tĩnh đã. Xem giết ông này là có giải phóng được tất cả hội kia không. Thì đỡ phải gọi. Wow. Không cần phải ra casting vậy Will ơi. Rồng này gần giống con rồng kia. Ui ôi, lại còn cái đống này nữa. Đây là lúc để gọi tất cả mọi loại cứu trợ đến rồi. Mizora, gọi hội cô đi nào. Cô có nằm được không nhỉ? Từ từ, cô mà nằm là Will cũng chết. Oh my god. Oh, sorcerer. Ok. Disintegrate. Whole monster. I bite. Concept của cô bao nhiêu? Cộng 3. Tôi cứ tưởng là cô gọi một lũ cambion đến. Chứ cô đây, đáng lẽ tôi phải để cô ở đằng sau. Heightened spell. Twin spell. 1. 2. Quicken. Command. Grovel. 4. 1. 2. 3. 4. Immune to Grovel. Về phía sau. Grapple. Đúng. Sanctuary of Mizora. Gale lùi lại một tẹo vì đang haste. Gõ tên này. Đôi lúc mình tự hỏi 75% có thật sự là 75% không. Gõ. Magic Missile vào 6 mục tiêu. Vậy thì ít nhất là phải level 3. 1 là 3, 2 là 4, 3 là 5, 4 là 6. Đây là phép level 6. À đây là phép level 4. Backlash. Save rồi. Hush. Silence. Vào Shadow Hurt. Counter.
Counter. Bọn đấy là vấn đề. Mình cần xử bọn. Đánh phép trước. Jesus. Kalak cần đánh. Cứ đánh là hồi máu. Right. À mình không còn cầm cái kiếm hồi máu nữa rồi. Mình cầm kiếm khác rồi. Tiếc quá. Một máu rồi thì reckless thôi. Không, như vậy là chưa đủ. Gọi cứu viện. Teleport ra đây. Tôi gọi cứu viện ở đây. Hell Rider. Gọi hộ Paladin. Zevler, chiến trường gọi Tây Đông một lần nữa. Đây là mục tiêu rất tốt để nó khè lửa nên phải đứng tránh nhau ra. Sanctuary vào Kalak. Ông này ra xử lý con rồng. Grapple. Halt level 3. Level 4, why not? 1 2 3. Thử lại con rồng phát. 4. Ông này đi tiếp. Đấm. Mong for the win. Save success không đam. Stun. Ui dồi, cộng 13 thôi. Đừng stun. Hush, im lặng, vào ai? Mizora, counter. Misty Step. Cho, lên đây. Để tôi đẩy xuống vực. Ủa các bạn Paladin mà không có Aura. Có Aura mà vẫn stun à? Counter đi. Bọn này Kalak không bắn được tại vì bọn nó có phản đam. Dimension Door. Gọi thêm thằng Hellstalker. Đứng đây. Thằng này bắn cung. Kalak làm gì đây? Không đánh con rồng được. Vì ít máu, thế thì giải quyết việc ít máu trước đi. Healing 30-60, uống. Tự giải quyết vấn đề ít máu của mình. Supreme tiếp. Ném xuống đất, dưới chân. Very cool. Concept bao nhiêu? Cộng 1, bay đi. Ủa? Sẽ có một con Mindflayer bay lên. À,
Cinematic. Bước vào gần một tẹo. Gõ tiếp. Thổi lửa đây. Ok. Well, time to fly. Ây là mau. Oh, mình có thể đẩy ngã nó được. Nice. Actually a good plan. Boom boom. Huh. Wait, nó chết chưa? Promised victory. Very cool. Ủa? Thêm đâu ra vậy? Magic missile counter. Gale hết sạch phép luôn ạ. Thôi không counter được. Will counter. Uncuff Sith Burst. Zephyr Sanctuary. Đám lửa. Gõ cái này. To lên. Làm thứ mà kêu giỏi nhất. Bay. Ủa? Nó quay lại à? XD. Isura có trò gì? Haste ai? Will có haste chưa? Haste. Will súng máy nào? Nó đi đâu vậy? Úi dồi. Ambitious quá. Counter. Zephyr nằm rồi. Zephyr đâu nhỉ? Zephyr nằm rồi. Úi dồi. Yeah, nó khôn đấy. Đấy chỉ bắn một mình thôi đúng không? Right. Gọi ally. Go. Ranged. Weapon. Attack. Úi dồi. À. Immune to fire. Ok, ông đây có thể dùng để lấy cái lửa con này được.
enjoy this. So gõ. Gõ 2. Gõ 3. Gõ 4. Gõ 5. 2, 3, 4, 5, 6. Tung 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 tung. Đánh lửa với con rồng đỏ à? Không còn thằng này. Dụ nó thổi lửa vào đây. Mỗi người một việc. Tưởng mày kháng là phản đam là xong á. Hết địch chưa? Từ đâu ra một cái mind flayer ở đây vậy? Tentacle. Thuyền. Gọi một hội Cleric Personal Guard đến đây. Oh my god, đúng rồi sổ. Stun. Nothing to do. Đợi thôi. Channel. I know just what to do. Of itself slipping. This is your chance. Cannot. Will not. Submit. Even bound, its will is stronger than anything you've ever felt. The chains shake, threatening to break at any moment. Feeble. Eliminate the Netherbrain and let the Sword Coast be free. Mọi người đâu rồi? Mọi người vẫn ở ngoài à? Ok. Nó có khả năng gì? Strike it down. Making my move. Sao lại bị đi chậm? Mind broken.
Negation là gì? Vào. Mọi người vào. Chưa đến được thì bắn. Ây da. Sao mình không vào được? Fireball. Mọi người ở bên ngoài bây giờ NPC tự đánh hết nhỉ. Lên đây để set up. Gọi đồng đội, hội gơ. Đây, combat ngoài này thiết kế game. Nhưng mà mọi người vào hết rồi. Oh my god. Wow, vậy là mình không có nhiều thời gian ở trong đấy. Bên ngoài không cần cho cũng được. Oh my god. Phải đánh nó nhanh. Ngoài này không quan trọng. Divine Intervention. Opulent Revival. Hồi hết resource. Ây da. Oh, Gale chưa vào. Fuck. Bác ông này ra melee. Vòng cuối này. Spell slot mạnh nhất. À, Kalak của Tơn. Thế thì xong rồi. Oh god. Wield me. Become as
command it to die! Quickly! Có thể đối với ai khác thì đây là một lựa chọn. Đối với Will thì không có lựa chọn nào ở đây cả. Tôi đã hy sinh quá nhiều rồi. Chỉ để tiêu diệt được người thôi. Of legions upon legions of unborn Illithids. The pain rips through you, obliterating all thought, all feeling. First time in a long time, your thoughts are entirely your own. And then, gravity. Bay là là. Quyền của người di cư. Wow, bộ di cư trên thuyền đã chết rồi. Everything you did, everything you sacrificed, it was worth it for this.
Loss of a mind is a terrible thing, but this time, I think I'll make an exception. Hard to believe we have actually prevailed, but it is true. And I didn't even have to turn into a mind flayer to do it. Sorry, I didn't mean to. Well, you know. Well, tôi làm những gì cần thiết. I will ensure that all Githyanki know your name and your sacrifice. What you have done today will start a fire that rages across the astral plane. With their lost prince returned, my people will burn away Vlakith's corruption. And it is all thanks to you, the Illithid who defied a Netherbrain. Tôi vẫn mong muốn được nhớ là con người của tôi trước đây hơn. As you wish, my savior. My people are leaving, and I must leave with them. Come, Lazel. We will free the Githyanki and dismantle the Empire. Let them be imprisoned no longer. Có việc phải làm bây giờ. Đi với Orpheus và dẫn tộc Githyanki đến sự tự do. It will be done. I will never be free while my people are still bound by Vlakith's chains. Your will is strong, Rastil. Your name will be etched in our slates. You will be called Mlagir, Liberator. Orpheus, I am ready. Thì cái mũ này không disable được. Thỉnh thoảng nó cứ bị hiện lại. Cô kiếm bạc và dùng đỏ thôi nhé. Farewell, Jestil, my liberator. With the Githyanki gone, there's nothing left but the silence of the city. Smoldering, waiting to be rebuilt. You are a mind flayer, the very thing you sought to eradicate. Whatever self you possess is quickly ebbing away. Your friends and enemies alike are ripe for manipulation. And if not manipulation, then consumption. Soon you will not be able to trust yourself at all. You will be a monstrosity beyond redemption. Or not. Perhaps you are unique among illithid kind. Perhaps you will retain enough of who you are to resist your nature. A rogue mind flayer. Like the Emperor. The risk is certainly yours to take. Will you?
ta sẽ sống sót. Ta sẽ sẵn sàng lấy mạng của chính mình nếu ta mất kiểm soát. You have thwarted the Illithid grand design. You have defeated three chosen and a nether brain. You are miraculous. And you have earned the right to live. Your fate will be what you make of it. Now you are your own master. But it seems that Gale's mind is elsewhere. The crown. It's somewhere in the Chiontha. If I salvage the stones, I can reforge it. The power of Karsus would be in my hands. But what then? What would I do with it once I have it? Tôi nghĩ một nguồn năng lượng lớn như vậy nên để nó yên nghỉ. Chỉ khi nào chúng ta thực sự cần mới tìm lấy nó. A wise suggestion. I felt a hubris once before and landed myself with this orb. Think I'd rather not make the same mistake again. If this adventure has taught me anything, is that there are things in this world far more valuable than power. Besides, growing quite fond of this merry band of ours, but I'd quite like to see what happens to it. I'm sure Mistra will summon me soon enough, but until then, I propose we celebrate our victory the mortal way. With a drink in our hands and reckless abandon in our hearts. Tôi không biết là tôi còn uống được không. Wizards are not entirely boring. Well, my friend, what do you say? Nghỉ chân một chút, rồi quay lại làm việc. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Một thành phố để xây dựng lại, những người cần giúp đỡ. Tôi nghĩ là với năng lực Mind Flayer này sẽ có rất nhiều thứ tốt để tôi có thể làm trong thế giới. Your intellect will be valuable indeed, so long as it remains uncorrupted. I honestly don't mind what we do once we get to the... Ow! What the... Oh no! Oh God! Well, oh, it was ánh sáng mặt trời. I'm sorry. I have to go. I suppose that's the last time any of us will see him. And the last time I'll ever see the sun. Ta vẫn thử gặp anh ấy vào buổi đêm mà. We did it, soldier. City's going to be all right. Sao phải chạy vậy? And so are you. Engine's finally cooked. Held on just long enough. So, how'd I do? You were spectacular. Tuyệt vời trong mọi lối. So are you, my friend, my companion. I adore you. Careful, hot. I never gave up. I did my best. I did my best. That's the one thing I can't beat, isn't it? I wanted to live in my city with my friends. But life is for the living. And I saw... Goodbye.
I'm not crying, you're crying. Stay with her. Just be with her. I'm ready. I stand back. I'm going to. It's over, and it's all because of you. You, who were destined to become a thrall. Thanks to you, there will be no Illithid Empire, no Death God's tyranny. You have earned your place amongst the legends of the Sword Coast. You are the saviors of Baldur's Gate. Tại sao mình quan tâm đến thế với một nhân vật tưởng tượng nhỉ? Đôi lúc mình nghĩ, nếu mà Will ích kỷ hơn thì sao? Thì cậu ấy đã để cho ông Orpheus biến thành Illithid. Thậm chí cậu ấy để cho Emperor cầm mấy viên đá. Quan tâm gì? Rồi sẽ không quan tâm mình. Rồi sẽ không nhất thiết phải trân trọng quyết định của Kalak không muốn về Avernus. Đạo đức và chính nghĩa là cái gì đấy thật xa xỉ trong cái thế giới. Đúng không? Cả thế giới của game này và mọi thế giới khác. Còn nhiều việc phải làm. Còn một thành phố để xây dựng lại. Còn nhiều người cần giúp đỡ. Còn nhiều cái xấu cần phải trừng phạt. Còn nhiều niềm hy vọng cần được đốt lên. Why am I crying? Đây là câu chuyện về Will Ravenguard
chơi bời thiện. Một rock mind player. Con mind player lạc lối. Devil Slayer. Ghost Whisperer. Con trai Doc Raven God. Warlock Patron ác quỷ. Cây kiếm tiền tuyến. Và anh hùng nhân dân. Playing this game, supporting and sharing our love for classic RPGs. There thou art, the dead three. Thy faces gods, thy actions barely worthy of the name. Didst truly believe thy ploy would succeed? Didst believe I would not notice? Thou soughtst to bolster thy strength by taking away the souls of mortals. But souls vanish when their hosts become mind flayers. Didst think the other gods would not notice? Gods thou may be, yet thou hast proven thyself fools, everyone. The supplication of Bane, the whimper of Baal, the death mule of Merkel, felled by mortals. I overestimated thee. They did not. Vermin? Away. Thou wilt trouble us no more. Wizard, nó là cũng là một thần, một hiện thân của thần ở đây. Sao chết? Animal epilogue? Oh, no. Yeah, okay, fine. Ah, đây là tượng của Balduran. Baldur's Gate 3. Ladies and gentlemen, cảm ơn mọi người đã cùng xem series này của Thiện. Wow, đó là một cuộc hành trình phải không nào? Cười vui cũng có, nước mắt cũng có. Hy vọng mọi người đã tận hưởng câu chuyện này cùng với Thiện. Thiện personally thì sẽ quay sang tự kể các câu chuyện khác với những người bạn của mình trong cái tựa game nhập vai Table Top. Mọi người cũng có thể tham gia Discord của Thiện, Funky Dungeon Master để cùng chơi. Cũng có thể cùng chơi meme Baldur's Gate 3. Đây là một kiểu content mà Thiện không thường làm trong kênh này. Nếu mà mọi người thích video này, thích series này, thì hãy thả like, thả comment giúp Thiện để tăng tương tác cho video mà nhiều người biết được đến hơn. Nhiều người xem, nhiều người thích thì cũng là động lực để Thiện biết nên làm những kiểu content này nữa không. Subscribe để hòng các cái loại content tới. Trong một thời gian tới thì Thiện dự định làm một cái video là những thứ mà mình thấy thích ở Baldur's Gate 3 và muốn đem vào trong bàn chơi D&D của mình. Cũng sẽ làm một cái video review những cái thứ hay, thứ dở mà mình thấy khi chơi game này qua con mắt là một người chơi game nhập vai Tabletop, chơi D&D. Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã cùng ở đây với Thiện trải nghiệm câu chuyện này. Một thứ gì đấy special.